Xin chào mọi người, bây giờ là phần 2 của video về 15 địa danh giống nhau ở Việt Nam và Trung Quốc. Trong video này, tôi sẽ cố gắng nói nhanh để kết thúc luôn. Các bạn nhớ xem đến cuối video nha. Video trước các bạn nào chưa xem thì bấm vào link ở phần phía dưới ở phần mô tả. Ở phần 1 thì chúng ta đã nói đến vị trí thứ 10, bây giờ là vị trí 9 rưỡi. 9 rưỡi, Trường Sa. Trường Sa là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa của tỉnh này. Trường Sa có lịch sử phát triển hơn 3.000 năm, từng là kinh đô của nước Sở năm 907-951. Có nhiều nhân vật quan trọng của Trung Quốc từng sinh sống và học tập tại Trường Sa, trong đó có Mao Trạch Đông, là chủ tịch đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông này sinh ra tại Thiệu Sơn, cách trung tâm thành phố Trường Sa khoảng 70 km. Ông này từng học trung học và sư phạm ở Trường Sa. Chính vì vậy, ở thành phố này người ta đã cho xây dựng một tượng đài của Mao Trạch Đông. Lúc đầu tôi còn tưởng tượng đây là một cái tượng đài của một cái mỹ nữ Trung Hoa. Trường Sa, Việt Nam là một cái huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm đặt tại thị trấn Trường Sa. Huyện đảo Trường Sa gồm 3 đơn vị hành chính trực thuộc là thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Sông Tử Tây. Tiếp theo, thứ 9, Hải Châu. Hải Châu là một quận nội thành trực thuộc thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Quận Hải Châu có diện tích 90,4 km², dân số 830.400 người. Người Trung Quốc họ có thành ngữ sinh tại Tô Châu, trú tại Hàng Châu, thực tại Quảng Châu và tử tại Liễu Châu. Nói một chút về câu thực tại Quảng Châu, điều này chứng tỏ nền văn hóa ẩm thực của Quảng Châu rất phong phú và đặc sắc. Món ăn Quảng Châu với đặc điểm thanh đạm là chính, rất chú trọng màu sắc, hương vị và hình dạng bên ngoài. Đồng thời, các món ăn đặc sắc của các nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, món ăn phương Tây cũng đã kết hợp hài hòa tạo nên nền văn hóa ẩm thực của Quảng Châu. Chúng ta đang nói về quận Hải Châu. Ở Đà Nẵng, Việt Nam thì cũng có quận Hải Châu. Đây là một quận nằm ở trung tâm của thành phố giáp với sông Hàn và mặt hướng ra vịnh Đà Nẵng. Thứ 8, Tây Hồ. Tây Hồ là một quận của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Quận này có diện tích 263 km², dân số 520.000 người. Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, được xem là nơi đáng sống nhất ở Trung Quốc. Bởi vậy người ta mới nói trú ở Hàng Châu là như vậy. Nó thu hút người dân Trung Quốc và khách thập phương bởi vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình. Có núi phía xa xa, những hàng cây ngô đồng cổ thụ chạy dọc theo những con đường trong thành phố. Tây Hồ là điểm tham quan thu hút khách du lịch nhất ở Hàng Châu. Cảnh quan ở đây đẹp đến ngỡ ngàng dù là mùa nào đi chăng nữa. Bao quanh hồ là hàng liễu rủ soi mình xuống làn nước. Ở Hà Nội, Việt Nam cũng có Hồ Tây và quận Tây Hồ. Quận Tây Hồ nằm ở phía bắc của khu trung tâm Hà Nội. Buổi chiều tối rất nhiều người đi dạo quanh hồ, đi qua con đường thanh niên, tận hưởng sự mát mẻ thoáng đãng của mặt hồ. Chúng ta nói luôn về cái tử tại Liễu Châu, rồi qua những cái địa danh khác. Trong văn hóa của người Trung Hoa, sinh tử đều quan trọng như nhau. Chết là việc lớn, do vậy, việc an táng người sau khi chết được coi là quan trọng hàng đầu. Cũng vì vậy nên Liễu Châu được biết đến với những chiếc quan tài tốt nhất. Nó được làm bằng gỗ linh sam, mọc trên các vách núi cao trong rừng thẳm, có tuổi thọ không dưới 100 năm. Ở Liễu Châu có huyện tự trị dân tộc Đồng, Tam Giang. Tam Giang là một huyện thuộc địa cấp thị Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Huyện Tam Giang có diện tích 3.358 km². Về mặt hành chính, huyện Tam Giang được chia thành 6 trấn, 6 hương và 3 hương dân tộc. Ở Việt Nam không có huyện hoặc là thành phố nào tên Tam Giang, nhưng chúng ta có khái niệm Tam Giang để chỉ 3 huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra còn có nhiều xã mang tên là Tam Giang như là Tam Giang huyện Krông Năng, Đắk Lắk, Tam Giang huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, Tam Giang huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Chúng ta cũng có tên Phá Tam Giang, một vùng đầm phá ở tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù đây không phải là một đơn vị hành chính. Thứ 6, Đông Hà. Đông Hà là một cái quận của thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Nó thuộc khu phố cổ của thành phố Bao Đầu và nằm ở ngay bờ phía bắc của sông Hoàng Hà. Có khí hậu ôn đới lục địa với diện tích là 470 km², dân số 600.000 người, bao gồm 32 dân tộc có thể kể đến như là Mông Cổ, Hán, Hồi, Mãn Châu và Triều Tiên. Đông Hà của Việt Nam là thành phố lớn nhất của tỉnh Quảng Trị, nằm bên bờ sông Thạch Hãn. Đối với ở trong Nam thì một số quận của thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố được thuộc tỉnh thì cái tên phường bằng số 1, 2, 3, 4 v.v. thì nó không có xa lạ. Tuy nhiên ở miền Trung và miền Bắc thì phải nói là rất là hiếm.
và Quảng Trị là một cái trường hợp hiếm như vậy. Ở thị xã Quảng Trị của tỉnh này thì có phường 1, phường 2, phường 3. Còn ở thành phố Đông Hà thì có phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5 và các phường tên như là Đông Giang và Đông Lễ. Thứ 5, Đà Lạt. Đà Lạt là một cái tên theo tiếng Mông Cổ, còn theo phiên âm Hán Việt là Đạt Lạp Đặc Kỳ, là một kỳ giống như là một quận thuộc địa cấp thị Odos, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Kỳ này thì có diện tích là 8.192 km², dân số khoảng 370.000 người. Cái kỳ này thì nó rộng gấp đôi thành phố Đà Lạt của Việt Nam, nhưng dân số thì ít hơn vài chục ngàn người. Các bạn nhớ quận Đông Hà của thành phố bao đầu không? Rồi, thôi để nhắc lại nè. Nó nằm ở phía bắc của sông Hoàng Hà, còn cái kỳ Đà Lạt thì nằm ở phía nam sông Hoàng Hà. Đà Lạt và Đông Hà nằm cách nhau một con sông. Đà Lạt Việt Nam thì cách Đông Hà Việt Nam rất là xa. Nó là một cái thành phố loại 1 và là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt Việt Nam được cho là bắt nguồn từ chữ Đà Lạt, tên gọi của con suối Cam Ly, khởi nguồn từ huyện Lạc Dương. Từ lâu Đà Lạt đã là nơi nghỉ dưỡng thuộc và hoàng nổi tiếng nhất ở phía nam Việt Nam. Thứ tư, Tương Dương. Tương Dương là một địa cấp thị ở phía tây bắc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nó được tạo thành từ hai thành phố nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Tương Dương và Phàn Thành. Thời Tam Quốc, chính quyền Tào Ngụy đã chiếm được nơi này, lấy nó làm lợi thế rất lớn cho chiến dịch thống nhất đất nước về sau. Thời Nam Tống, đây là nơi diễn ra đại chiến thành Tương Dương, nổi tiếng trong lịch sử giữa quân Mông Cổ và quân Nam Tống. Có một cái bài hát cách đây vài năm mà rất nhiều người hát nhắc đến cái Tương Dương này. Biển Kinh Tương Dương, lửa khói răng đầy trời. Tương Dương cũng là một cái huyện có diện tích lớn nhất của Việt Nam. Đây là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An và được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Nó cách thành phố Vinh gần 200 km và cách cửa khẩu Nậm Cắn 90 km. Huyện này có diện tích gấp 3 lần tỉnh Bắc Ninh và gấp đôi tỉnh Thái Bình. Ôi ghê quá, mới biết luôn. Thứ ba, Bảo Định. Bảo Định là một địa cấp thị ở tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 150 km về phía đông bắc. Bảo Định có diện tích là 22.185 km², với dân số khoảng 11 triệu người. Bảo Định nằm trong top 10 địa cấp thị lớn nhất Trung Quốc. Nó có một cái vị trí rất là đẹp, nằm ở phía tây gần trung tâm của tỉnh Hà Bắc và nằm trên đồng bằng Hoa Bắc. Dãy núi Thái Hành Sơn thì nằm ở phía tây của nó. Bảo Định giáp các thành phố Trương Gia Khẩu ở phía bắc, Lan Phường, Thương Châu ở phía đông, giáp thành phố Thạch Gia Trang ở phía nam và Bảo Định cũng giáp thủ đô Bắc Kinh ở phía đông bắc và tỉnh Sơn Tây ở phía tây. Ở Việt Nam thì nói thật là tôi chưa biết cái địa danh hành chính nào mang tên là Bảo Định, nhưng mà đối với người phương Nam thì dòng sông Bảo Định là một cái dòng sông có ý nghĩa quan trọng về mặt giao thông, thủy lợi và cả quân sự. Thực chất nó là một cái dòng kênh nối sông Vàm Cỏ Tây và sông Tiền. Năm 1819 thì được vua Gia Long cho nạo vét bằng sáng múc và trở thành con kênh đào đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Điểm cuối của sông Bảo Định là thành phố Mỹ Tho. Từ trên cao nhìn xuống thì dòng sông kết hợp với đô thị rất là hài hòa và đẹp đẽ. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Bảo Định Giang mới lấy tên dòng sông đặt tên cho bút danh của mình. Thứ hai, xin lỗi các bạn vì chọn một cái vị trí thứ hai là một cái tên khá là xa lạ, Hàm Ninh. Hàm Ninh là một địa cấp thị tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, diện tích là 9.861 km², trong đó có 56% là rừng, dân số gần 3 triệu người, chủ yếu là người Hán. Trong địa cấp thị Hàm Ninh thì có thành phố cấp huyện tên là Xích Bích, một cái tên rất là quen luôn. Còn Hàm Ninh ở Việt Nam là một xã ở phía đông của đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây cũng là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng với những làng chài nằm dọc bờ biển phía đông, nơi ngắm bình minh lý tưởng trên đảo Phú Quốc. Hàm Ninh cũng là tên một cái dãy núi lớn nhất và dài nhất trên đảo Phú Quốc. Cuối cùng, vị trí thứ nhất, thành phố Tây Ninh. Tây Ninh là một địa cấp thị, thành phố thủ phủ của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Thành phố hoàn toàn lệch về một phía của tỉnh Thanh Hải, nhưng nó vẫn là đô thị lớn nhất, đầu mối giao thông của tỉnh này. Thanh Hải nằm trên cao nguyên Thanh Tạng với độ cao hơn 4.500 m. Trong khi đó, thủ phủ Tây Ninh nằm ở một lòng chảo với độ cao chỉ hơn 2.200 m. Từ xa xưa, nó đã trở thành lý do để mọi người di chuyển đến đây. Những điều kiện thuận lợi này đã giúp Tây Ninh từng bước phát triển thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Tây Ninh xuất phát từ một cụm từ tiếng Hán là Tây Thùy An Ninh, chữ Thùy trong chữ Biên Thùy, ý nói một cái vùng đất yên ổn ở Biên Thùy phía Tây. Tôi chọn Tây Ninh ở vị trí đầu tiên là vì Tây Ninh của Việt Nam cũng mang ý nghĩa như thế. Thành phố Tây Ninh là một cái thành phố trẻ ở hướng Tây Bắc so với thành phố Hồ Chí Minh và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km.
Đây là trung tâm và là đô thị lớn nhất của tỉnh Tây Ninh. Cuộc sống ở đây thì diễn ra khá trầm lặng, con người thì nhã nhặn hiền hòa, nói chung là đúng nghĩa với từ Tây Ninh. Ngoài ra còn nhiều địa danh giống nhau nữa như là Trường Xuân, Long Hồ, An Dương, Long An, Vĩnh Châu, Đông Hồ, Đan Phượng, Vị Tân, Tân Châu, An Cư, Lạc Sơn, Nga Sơn, Lệ Thủy, Kinh Môn, Ân Thi, vân vân và vân vân. Như vậy là xong. Ông nào xem đến cuối cùng có thể để lại bình luận rằng các ông lý giải thế nào khi Việt Nam và Trung Quốc có những địa danh giống nhau như vậy. Rồi, nhờ các ông đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn rất là nhiều.